Đây là một cái mạch về cái con Arduino điều khiển LED dựa vào một cái nút bấm điện trở, và rõ ràng là mình thấy là bây giờ ta nạp cốt vào cái mạch trên Arduino mạch thật. Chỗ này các bạn nên nhớ là cái này chính là điện trở nhé. Này chính là điện trở. Bởi vì mình mắc ngược. Đấy, điện trở nối vào đây. Khó quá, thôi khỏi đi. Mình nói bằng miệng luôn đi nhé. Đấy. Thì cái mạch nó sẽ như sau. Ngoài mô phỏng mạch thật nó sẽ như sau. Trong mạch này thì ta thấy này. Chân của con button thì nó nối với chân âm tương ứng với chỗ này thay bằng con button này. Đấy, button chân âm, button nối với chân âm, được chưa? Button nối với chân âm, chân dương của nó, cái dây mà màu này, dây đây, thì nó nối với con điện trở, dương nó nối với chân điện trở, đấy, thể hiện ở trên mạch là chân dương nó nối với chỗ này là thay bằng bằng con điện trở nó nối với chân dương. Đấy, nối với chân dương. Nối với nguồn dương. Được chưa? Rồi chân số 13, 14. Chân 13, 14 đâu? Đây. Chân tại các vị trí này là chân tại vị trí 13. Chân tại vị trí 13 là chân này. Sẽ được nối với chân âm của LED, chân âm của LED và chân dương của nó được nối với một cái là nối với được nối với nhầm đây là chân dương nó, mình nhầm nhá, chân này là chân dương này, chân có bảng tủ bé này, các bạn thấy bảng tủ bé chưa? Được nối với chân 13, chân âm, bảng tủ lớn nó này, đấy, sẽ được nối với điện trở, nối với chân âm, đấy, điện trở nối với chân âm. Rồi ta cấp nguồn cho nó, một cấp nguồn, chân số 2 nối với button, đấy, rồi cấp nguồn cho nó này, một nguồn âm, nguồn dương, nguồn 5V này, đấy, hai đầu này là nối vào hai đầu âm dương này, đấy, thì nó đã thể hiện được cái mạch. Trong này lưu ý là vì mình đang cầm điện thoại nên mình khó sửa được chỗ này là các bạn thay nó là con điện trở này, chỗ này các bạn thay nó là con button này, đấy, là đảo ngược vị trí nó cho nhau. Bây giờ mình chạy nhá, mình nạp cốt vào mình chạy thì nó sẽ được như thế này, đấy. Ban đầu là mình chưa nhấn đúng không? Thì nó LED nó không sáng. Mình nhấn này. Đấy, LED nó sáng. Lưu ý là nhấn giữ này. Đấy. Thả ra là tắt. Nhấn, giữ, thả tắt. Đấy. Như thế là đã hoàn thành được một cái sơ đồ điều khiển LED bằng nút bấm bình thường rồi.